Quý vị và các bạn thân mến, autobiography nghĩa tiếng Việt là tự truyện. Land Rover tin rằng mỗi vị khách hàng sở hữu Land Rover Range Rover Autobiography HSE đều có những câu chuyện thành công hấp dẫn và vô cùng cuốn hút. Range Rover Autobiography là chiếc xe mà tất cả chất liệu cao cấp thượng hạng nhất đều được đặt lên đó. Dưới Autobiography là Vogue và HSE. Bên cạnh những chiếc Range Rover SV Autobiography LVKB sử dụng động cơ siêu nạp V8 5.0 lít, phiên bản động cơ Ingenium i6 3.0 của dòng xe này cũng đã được đưa về Việt Nam. Được biết, đây là thế hệ động cơ mới của Land Rover và rất có thể sẽ được áp dụng trên nhiều dòng xe của hãng trong thời gian tới đây. Dung tích động cơ nhỏ hơn người anh em V8 5.0 lít giúp xe có thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn tại Việt Nam. Range Rover SV Autobiography LVKP 3.0 lít 2021 có giá rẻ hơn bản V8 5.0 lít đến 4 tỷ đồng. Range Rover L405 là thế hệ thứ tư của dòng SUV hạng sang cỡ lớn đến từ thương hiệu Anh Quốc Land Rover. Xe được giới thiệu lần đầu tại triển lãm ô tô Paris 2012. Phiên bản trục cơ sở kéo dài LVKP của xe bắt đầu bán ra vào năm 2014 là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Range Rover. Phiên bản sử dụng động cơ i6 3.0 lít vừa mới được đưa về Việt Nam với rất nhiều thay đổi. Đầu xe thay đổi khá nhiều so với đời trước. Lưới tản nhiệt mới có họa tiết mắt xích và cản trước thiết kế lại hầm hố hơn, bổ sung tấm chrome phía dưới. Đèn pha của xe cũng được thay đổi, sử dụng công nghệ LED pixel với 4 bóng phía trong và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày bao quanh. Phiên bản LVKB của Range Rover SV Autobiography có các kích cỡ dài, rộng, cao lần lượt là 5200, 2220, 1868mm, chiều dài cơ sở 3122mm. Chiếc xe được trang bị bộ la răng hợp kim 22 inch 7 chấu kép màu bạc. Ngoài ra, Land Rover còn cung cấp các tùy chọn la răng 20 và 21 inch với các kiểu thiết kế khác nhau. Nội thất của xe sử dụng tông màu da bò chủ đạo với nhiều chi tiết mạ chrome và ốp gỗ nâu xám vân dọc chìm sang trọng. Range Rover SV Autobiography LVKB 2021 có tổng cộng 3 màn hình ở hàng ghế trước, 2 màn hình trên táp lô và 1 màn hình ở bảng đồng hồ. Đáng chú ý là ở vị trí trung tâm là 2 màn hình Infotainment Dot Pro Duo bao gồm màn hình thông tin giải trí và màn hình điều khiển chức năng điều hòa, địa hình. Vô lăng 4 chấu đặc trưng được bọc da và ốp gỗ. Là phiên bản trục cơ sở kéo dài, không gian sử dụng bên trong của xe rất rộng rãi. Ghế ngồi chỉnh điện 22 hướng với nhiều tính năng như bệ đỡ chân, sưởi, thoáng khí và massage. Ở phiên bản này, chiếc xe có cấu hình 4 chỗ ngồi riêng biệt, hàng ghế sau được trang bị bệ tì tay cố định tích hợp hệ thống điều khiển, chức năng và tủ rượu. Hàng ghế phía sau đầy đủ tiện nghi như bàn làm việc đóng, mở điện bằng nút bấm, tủ lạnh, nút bấm đóng cửa xe tự động, rèm che nắng và 2 màn hình thông tin giải trí dành riêng cho hàng ghế sau có kích cỡ 12 inch. Xe còn có khả năng nâng, hạ gầm giúp việc lên xuống thuận tiện hơn. Range Rover SV Autobiography LVKB 2021 vẫn giữ thiết kế cần số dạng núm xoay đặc trưng. Hầu hết nút bấm điều khiển chức năng đều được bố trí ngay gần cần số. Xe được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, hệ thống loa do hãng âm thanh Meridian sản xuất. Range Rover SV Autobiography LVKB 2021 sử dụng động cơ tăng áp Ingenium 6 xi lanh 3.0 lít, công suất 395 mã lực, mô men xoắn 550 nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Với hệ dẫn động 4 bánh, chiếc xe của bạn trở nên thông minh hơn khi có chế độ điện tử sẵn sàng thích nghi với điều kiện lái. Các bánh xe nhận được tỷ lệ truyền lực ít nhiều khác nhau khi chạy sao cho phù hợp nhất nhằm mang đến những trải nghiệm ấn tượng. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén hay còn gọi là phuộc khí vô cùng êm ái khiến người ngồi ở khoang sau không cảm thấy dư chấn từ việc rung lắc nhẹ. Toàn bộ cơ thể lướt đi rất êm nhẹ nhàng và chắc chắn. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.